Và bây giờ 3 phút dành cho đội bánh xe bắt đầu. Kẹo họng. Kẹo họng. Chép xin, chép xin, chép xin. Cái gì? Chép xin, chép xin. Kẹo đau họng, kẹo đau họng. Kẹo đau họng. Nói cái gì? Kẹo đau họng. Kẹo. Kẹo. Sẽ bỏ. Đau họng. Đúng rồi. Sẽ bỏ cổ họng. Kẹo đau họng. Cái nát cổ họng. Kẹo đau họng. Kẹo, kẹo. Ồ, ok. Củ riêng. Đậu hũ củ, bỏ. Sườn non. Non heo. Con mũi sườn. Không phải luôn. Sườn. Anh đó. Sườn lợn heo. Sườn cái con heo á. Con sườn heo con á. Bèo. Con bèo. Ừ. Con bèo. À. Con heo á. Sườn con bèo. Cái gì? Sườn con bèo. Anh Tấn Bèo. À, lưng con bèo. Lấy lườn anh Tấn Bèo. À, bèo. Nuôi chiên giòn. Nuôi dễ sợ. Nuôi chiên giòn. Không có biết vui gì luôn á trời. Thì đừng có vui. Không vui. Nuôi. Qua đi không biết luôn. Dầu hào. Dầu hôi hào. Cái gì? Dầu hôi á, người xài quá nó hào. Chứ dầu dầu hôi. Gà. Hôi quá hôi luôn. Gà thúi. À thúi hôi. Gà thúi. Hôi hào lắm. Xài một hồi hao hết. Gà thúi đào lắm. Dầu hôi hao. À. Dầu. Dầu hôi hao. Thèo quá. Dầu quá. Dầu quá. Dầu. Dầu dầu. Hôi. Hao. Giờ hết giờ vậy. Hao quá là xài nhiều quá hao. Dầu hôi. 2 1. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian để vượt qua thử thách thứ hai dành cho đội bánh xe. Em muốn ăn me vàng. Anh Vũ. Năm chữ. Okay. Em. Cái gì ghê vậy? Cái gì ú ú? Em muốn ăn. Em muốn ăn me vàng. Và cái gì? Vàng hả? Chết luôn. Me vàng. Me vàng. Cái gì ngộ vậy? Me vàng. Diễn tả thêm, không hiểu. Em cũng đâu có hiểu đâu. Me là cái gì? Me vàng á. Anh mà chua á. Biết cái gì luôn á, thiệt. Đi kiếm cái me đi, nó màu gì kệ đó. Bữa trưa ăn cải chua. Bưởi chưa ăn bưởi chua. Bưởi. Trứng vịt kho ngon quá. Chân vịt. Ok. Bà Sám đi ra. Chân. Đây là chân gà mà. Nó đó. Có một cái đó à. Mẹ kêu em đi mua nước màu dừa mà em không biết mua ở đâu hết. Cái gì dài quá vậy? Mẹ em kêu em đi mua nước màu dừa mà em không biết mua ở đâu hết. Nước màu dừa. Nước màu dừa. Màu. Dừa, trái dừa. 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 Ba em kêu mẹ em nấu mì chay lá bồ đề. Cha em kêu mẹ em. Lêu mẹ em. Ba em kêu. Cha em kêu. Mẹ em. Mẹ nấu mì chay lá bồ đề. Đó, bỏ qua. Cá cơm sấy giòn. Đá. Cá cơm sấy. À, cá cơm giòn tiêu rồi. Cá cơm với tiêu á. Cá cơm có tiêu á trọng. Dầm vô. Cá con cá. Cơm. Cá cơm. Em ra chợ mua trái tắc về pha uống. À, trái tắc. Em trái chanh á, trái tắc vậy nè. Đúng rồi. Trái tắc á. Anh mà nặng cao luôn á. Trái tắc á. Tắc. Chanh. Trái chanh hả? Em nọ. Phân nửa trái chanh. Trái chanh. Em nó càng làm càng không hiểu. Ngọt hơn. Ngọt từng ngày hơn. Hột chanh hay gì vậy trời? Đâu.
Em muốn ăn xương sáo đen. Em muốn ăn lương láo đen. Lương đen. Lương á. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem tài năng vào bếp của các chàng trai trong đội bánh xe thể hiện như thế nào nhé. Thời gian bắt đầu. Bắp, xào, bơ, tỏi. Gồm bắp, xào, bơ, tỏi. Gồm bắp Mỹ. Bắp Mỹ. Cứ đọc tiếp tục. Bắp Mỹ. Bắp Mỹ. Hành lá. Hành lá. Tỏi. Tỏi. Bơ lạc. Bơ, bơ. Bơ. Tép sấy khô. Tép. 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 Rồi bây giờ có chị nói thêm lần nữa. Bắp xào bơ tỏi. Bắp xào bơ tỏi. Bắp Mỹ hành lá. Bắp Mỹ hành lá. Tỏi. Tỏi. Bơ. Bơ. Tép. Tép. Tương gà. Chân gà. Bắp xào bơ tỏi. Bắp Mỹ. Bắp Mỹ. Hành lá. Tỏi. Bơ. Lạc. Hành lá. Tép sấy khô, tương cà, tương cà, tép sấy khô, bơ lạc, tỏi, hành lá, bắp Mỹ, bắp xào, bơ tỏi, gồm những thứ đó. Không nghe được cái gì hết á. Rồi. Bắp, bắp xào, bắp xào, bơ, bơ tỏi, hành lá, chân gà, chân gà, chân gà. Còn gì nữa vậy? Nhắc đi. Ủa MC kỳ vậy? Bắp. Đầu tiên số 1, bắp, bắp. Nghe không? Nghe, nghe bắp. Bơ. 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 Hành lá. Hành lá. Hành lá. Hành lá. Hành lá. Ra đơn về cõi nè. Đánh lên. Tiến lên. Đánh lên thôi. Hành, hành nè, bị đánh dập nè. Hành hạ. Hành hạ. Ra đơn về. Lá. Lá rơi về cõi nè. Đó về cõi. Về cõi đó. Cái lá trên trời rơi xuống đất. Cái lá trên cây má ơi. Rồi sao nữa? Cái gì? Cái gì quên luôn rồi. Tại sao? Hành lá. Rồi. Rồi cái gì? Rồi cái gì? Rồi cái gì? Hành lá. Bỏ đi. Quá mệt mỏi cái đội này. Gần hết nha mọi người nè. Nhanh lên, nhanh lên. Gì nữa, đủ chưa? Và hết giờ. Em biết nấu không? Hả? Biết nấu không? Biết, em biết. Biết món này không vậy? Món gì mới được? Chân gà xào bắp Mỹ. Dạ em biết mà. Để anh làm cho. Bắp xào chiên bơ đúng không? Chân gà xào bắp Mỹ. Bắp nó không lấy. Ơi. Bắp này còn cảm hả? Không sao, không sao, có em rồi đừng lo. Có em rồi. Ờ, hai xong lên cái kia. Rồi giờ đi làm đi nè. Lật ra. Để em có con dao bào không? Cái này ai làm bằng dao bào trời? Làm bếp ồn quá không làm được. Có em mà, em biết làm mấy cái này mà chị. Cái này xài sao vậy? Anh cho dầu vào đi để em thái tỏi. Không mấy lát cho nghe nhạc sao được không? Mất tập trung quá. Đó, chiếc mắt làm gì mà có nhiều dầu quá vậy? Quay ra nè. Lấy dằn á, ừ, cạp nhanh hơn. Em dơ quá vậy. Chảo nó chín rồi. Gì? Ừ, lâu lắm vậy. Anh thà chậm với anh không có chơi mất vệ sinh như vậy. Anh cạp lấy dằn á. Wow. Ủa, hành xào trước hả? Hành xào trước bắp hả? Cho em cắt với. Chả biết gì. Tỏi đâu? Tỏi nè. Ôi em bơ xéo. Bỏ bắp vô đây. Xin ơi, ra tỏi đi Xin ơi. Ta tỏi đi tỏi ra tỏi. Đập ra. Nhiều vậy? Ăn tỏi nhiều hôi nách lắm. Một cái thôi. Bơ. Chiên bơ vậy nó thơm. Bỏ bơ vô. Wow. Tốt. Có nấu ăn cho Nhi chưa bơ? Bỏ chân gà vô. Bột nêm. Cái gì vậy? Bột nêm. Cho vô. Ít thôi. Rồi. Tí bột ngọt. Lửa cháy. Giảm lửa lại. Cái gì? Ai quên thì sao nó chín? Cháy. Không sao, điện lo. Mày cái này yên tâm.
mang ra ngoài. Luộc lên, luộc lên. Dầu rồi, có dầu. Bỏ vô cái đó, luộc đi, luộc đi, luộc đi. Có nắp không, có nắp không? Không có, không. Rồi bỏ vô, mở bếp rồi, mở bếp vô, mở bếp. Mở bếp rồi, mở rồi, mở rồi. Trời ơi, luộc chân gì hả? Luộc đi, để em đem gia vị sẵn bên này. Ôi, cầu kỳ quá ha. Gì đem gia vị gì? Đưa em gia vị, đưa em gia vị. Đem gia vị gì? Nêm gà. Cái này xài sao vậy? Đây nè. Được rồi, dĩa, đổ cái dĩa. Bắp. Phải bỏ tiên cà chứ. Tôi là một fan hâm mộ của bắp xào. Tôi có thể ăn bắp xào mọi lúc mọi nơi, ăn từ sáng đến tối. Nhưng mà thề là tôi nhìn dĩa bắp xào này không muốn ăn một chút nào hết. Ê ê, bây giờ thấy nó sai á, nó sai lắm. Bắp xào ăn gà luộc mà sao ăn kỳ. Hết giờ, hết giờ. Bỏ vô, bỏ vô đi. Bỏ viên gà vô.